Trên trời có cái gì đây? Ui, có một con cua các bạn ơi. Ui, ui, cái gì đây? Nó này thả cái này ra dưới rồi. Ok, cái ui, giời đau thế. Cái con cua này nó chở theo cái gì các bạn ơi? Wow, cái gì đây? Một cái tàu bay hiện đại chưa này. Ui, sao cái dàn mướp nhà mình nó bị làm sao này? Nó héo hết rồi. Để mình xem còn cái quả mướp nào không. Ui, các bạn ơi, héo hết dàn rồi. Hay là con sâu nó cắn nhỉ? Để mình xem ở dưới gốc nào. Ui, dưới gốc này có cái quả gì to này? Đây này, có một cái quả mướp lạ lắm các bạn ơi. Sao quả mướp gì mà chuồn mà to này? Ồ, quả mướp to lắm. Ui, có vẻ như là nó ra rồi đấy. Mình sẽ vặt nó vào nhá. Đây này, mình phải rứt cái lúm mới đẹp. Wow, được rồi. Ui, xem nào, quả mướp gì đây? Nặng quá các bạn ơi. Ui, sao quả mướp gì thế này? Cả răng, cả mồm, mà chẳng thấy mũi đâu. Ui ơi, hình như là quả mướp ma quái các bạn ơi. Đây rõ ràng không phải quả mướp các bạn ơi. Mình nhìn rất giống quả dưa, lại còn có cả răng dại kìa. Ui, ui, hình như là nó vừa đập vào mình đau quá. Thôi được rồi. Mấy cái quả đấy nó có biết bay không? Nếu mà nó biết bay nhá, bây giờ bạn với mình lắp cái máy bay này vào, rồi mình lấy cái máy bay này để mình đi bắt những cái quả đấy. Đâu, để tớ thử mở ra xem nào. Ui, có vẻ xịn xò nhờ. Wow, có cả cái bộ điều khiển đây này. Máy bay này có điều khiển này. Lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. Đặc biệt là nó chạy bằng cái pin này. Mình sẽ đắp pin vào đây nhá. Còn đây là cái để kết nối giữa cái điều khiển với cái máy bay đấy. Gọi là cái anten đấy bạn ạ. Để mình nhấc cái máy bay này lên xem nào. Wow. Sao đấy bạn? Ui, cái máy bay này nặng. Bạn Kem ơi, nó rất là nặng. Ui, mà nó có nhiều đèn đấy kìa. Đèn đâu? Đây có phải là đèn không? Không, đây là động cơ đấy. Ui. Động cơ phản lực để máy bay nó bay được lên như này này. À, thế à bạn? Này còn có cái gì tròn tròn ở trên ý? Cái tròn tròn này á, là cái đèn đấy bạn ơi. Còn cái đuôi của nó có hai cái cánh ra đằng sau này để nó giữ thăng bằng đấy. Wow, cả hai cánh đằng trước to nữa kìa. Đây là buồng lái của phi công đấy bạn ạ. Mà mình thấy có cả bánh xe ở dưới ấy. Đây là cái bánh xe để nó hạ xuống mặt đất à bạn? Đúng rồi, khi nào mà nó hạ xuống thì nó sẽ tiếp đất như thế này này. Đấy. Wow. Mình đã lắp pin xong rồi, mà cái này hay lắm nhá. Nó có hai cái công tắc màu đỏ này, mình thử ấn một cái xem nào. Ui, nó kêu đấy. Nó có tiếng kêu. Wow, có một cái là phát sáng. Bây giờ mình sẽ cho nó đi nhá. Đấy, nút này là đi thẳng này. Lùi lại này, tiến lên này. Lùi lại này. Thử cái nút này xem nào. Wow, nút này đi vòng tròn này. Wow, nó đâm vào bàn kia. Đâu wow. Nghe chưa, mình đang cho nó đi vòng tròn đấy. Nó đi vòng quanh người bàn kia. Wow, đẹp chưa này. Ui, nó vừa đi vừa phát ra tiếng cao luôn nhờ bạn nhờ. Ừ. Ui, các bạn ơi, nó đi rất là nhanh luôn. Ôi, nó chạy nhanh trên kia. Bây giờ mình sẽ dùng cái máy bay điều khiển này để đi lấy những cái quả nó biết bay nhá. Ui, cái đây là con quả dưa hấu quái vật mà. Eo ơi, nhìn nó kinh lắm. Để mình bảo máy bay ra nhá. Wow, cái máy bay ra rồi kìa. Không ổn rồi. Cái máy bay đâm vào nó, một lần bị nảy ra. Xong là con quái vật dưa hấu nó tiến tới nó ăn mất rồi. Mình thấy con quái vật dưa hấu nó ra ao làm gì thế này. Thôi, nó lặn xuống ao rồi. Ui, con này không biết biết bơi không mà nó dám lặn xuống ao. Wow, nó bắt được một con cá. Nó đang bay lên trời kìa. Mình thấy quái vật dưa hấu nó đang theo con cá ra tận đằng chỗ ngõ nhà mình kìa. Ui, mình phải cứu con cá này thôi. Ui, hiểu chưa thế. Mình thấy chỗ đằng này có một cái que dài lắm, giống như kiểu cái cần câu ấy, mà có con gì nó đang cắn vào kìa. Ôi, đây này, đây này. Những con cua. Ui, con cua nó chạy kìa. Một con thôi này. Ui, đây một con nữa này bạn ơi. Càng nó to chưa. Đây, mình cho vào câu rồi nhá. Kia cũng có một con bạn ạ. Ui. Con này nó màu nó đen đen này. Ui, một con cua màu đen các bạn ơi. Mình tóm được rồi này. Ui, những con cua nó cắt vào cái cần câu làm gì ấy. Đây này các bạn ơi, cái cần câu rất là dài luôn. Mà có cái dây, hình như chỗ này có cái để kéo cái dây ấy. Ui. Bạn thì kéo lên xem nào, hay là vừa nãy nó thả con cá xong con cá dính vào cần câu rồi. Ta thấy cái dây nó có rung đây này. Để mình kéo xem nào. Được không? Căng rồi bạn ơi. Ui, căng lắm, căng lắm. Bạn hỗ trợ mình với. Ui, rất là nặng này. Có con cá hay sao ấy? Đâu, để mình xem nào. Chắc chắn nào. Ngoài này có con gì to lắm đấy. Đúng rồi đấy, mình thấy rất là nặng. Đâu rồi, đâu rồi. Có bạn này. Quấy ra. Ui, nặng lắm, nặng lắm. Thấy chưa? Cố lên nào. Nào, kéo mình. Có cái gì màu cam.
Diều con đấy, cá. Đây này, để cho bạn xem. Wow, đẹp không? Trông như kiểu con bướm ấy bạn ạ. Đây là con cá ba đuôi mắt lồi đây này. Hai cái mắt của nó to chưa? Vậy à, đúng con cá này vừa nãy con dưa hấu nó tha đi đấy bạn ơi. Nó cắn kiểu gì mà thành nó giống cái con dưa hấu đấy bạn ạ. Diều cá này. Wow, đúng rồi. Được này bạn ơi. Wow. Không hay chưa? Đấy, bay cao chưa kìa các bạn kìa. Wow, đuôi nó dài nhờ bạn nhờ. Đấy bạn thấy cái chiều nó bay đẹp không? Cái chiều nó không trao đảo đâu. Ui, đuôi nó thật là dài đấy các bạn ạ. Con cá nó cũng mọc cánh để nó bay. Con dưa hấu nó bắt. Thế đấy các bạn ơi. Ui, con dưa hấu nó đang tiến tới hai con vịt này. Đúng rồi đấy. Hai con vịt nó không chạy đi mẹ này. Vậy là nó ăn mất hai con vịt rồi còn đâu. Ồ, chỗ này mình thấy có quả gì đỏ thế này. Rõ ràng đây là cây sấu như tớ mà. What? Nó này, mọc cái quả gì nạ thế kia. Có cả màu miệng kìa. Hình như là nó chuẩn bị rơi rồi ấy. Ai ơi, nó đánh vào đầu tớ bạn ơi. Ai dùi, nó đánh vào đầu mình này. Ui, nó lại đánh vào đầu mình rồi. Như này à, nó cứ đập đi đập lại đau lắm. Ui, đau quá. Chạy đi bạn ơi. Thôi mình trốn ở đây đây. Mình không chạy ra ngoài đây đâu. Sợ lắm. Nó đánh vào đầu mình. Sưng hết cả đầu lên rồi đây này. Ai ai trốn ở đây mà nó vẫn đánh. Kìa kìa, nó đang đậu ở chum kia kìa. Ui, quả hình như á là nó bị mắc cả chum rồi đấy. Để mình úp nó nhá. Bạn úp nó xuống đi. Ui, rồi này. Chắc là được rồi đấy bạn ơi. Ui con này nó dậy lắm kẹp ơi. Ui hình như nó muốn nhảy ra ấy. Để mình cho nó xuống. Wow, thấy im lắm. Đây rồi, bắt nó rồi này. Đây rồi. Ui, nó đã bé tẹo rồi này bạn ơi. Nhìn kinh chưa? Màu đỏ chót, mắt thì màu xanh, miệng thì màu vàng các bạn ơi. Đây là cái quả gì nhỉ? Đây là một quả ớt ma quái đấy. Bình thường ớt nó dài như ngón tay út này. Nhưng mà quả này lại là giống ớt tròn, rất là to. Mà trong này á, nó cứ ào 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 ấy, như kiểu có con gì ấy. Để mình thử rứt cái nắp này ra xem ở trong có cái gì không nhá. Bạn bỏ ra đi. Wow, có nước này. Ở trong này có con gì ý? Đúng rồi, mình thấy có con gì nó bay bay trong nước kia. Mà nó rất bé. Để mình đổ ở đây xem nào. Wow, con cá gì đây các bạn ơi? Con này màu xanh này. Đúng rồi, con này màu xanh này các bạn ơi, xanh ra trời kìa. Mình cho xuống đây cho nó bơi nhá. Chú cá beta đấy. Tiếp theo. Wow, cả đàn cá luôn. Có cả cá beta này, màu xanh nước biển này, màu đỏ đô này. Với những con cá dẹt. Đây, cho hết xuống đây. Wow, toàn cá bé thôi. Hóa ra cái quả ớt ma quái này nó cũng xuống eo bắt cá như kiểu quả dưa hấu ấy các bạn ạ. Con dưa hấu này nó định ăn con cu đỏ này bạn ơi. Con cu đỏ nó do cái càng cao lắm rồi. Kia kìa, nó chuẩn bị cắp tớ rồi kìa bạn kia. Ui, nó cắp bé lại rồi. May quá, nhà có bạn cu đỏ giúp chúng mình bắt được cái con quái vật dưa hấu này rồi. Ủa sao mà nó ăn cả hai con vịt đấy bạn ạ. Con cua nó đi rồi bạn ơi. Mình có một cách này, hay là bây giờ nhá, chúng mình tạo hình con vịt bằng cái quả dưa hấu đi. Để tạo hình được con vịt trước tiên mình phải bổ làm đôi cái quả này ra. Ui, chú vịt kìa, chú đã ăn rồi. Nó rất thích ăn dưa hấu sao các bạn ạ. Nặng quá này. Ui, mình bổ làm đôi được rồi. Wow, bên trong đỏ chưa này. Đây nhá, mình sẽ cắt phần đầu của nó. Các bạn ơi. Ui, làm phần thân trước các bạn ạ. Phần đầu chưa làm được. Cái cổ của nó này. Cái cổ vịt nó dài lắm ấy. Tiền tiên, bạn đã thấy gần giống chưa? Wow, có hai cái chân này, một cái này. Chú vịt có hai chân đấy các bạn ạ. Đây, mình xếp những cái miếng dưa này vào để thành chân nó nhá. Tiền tiên, các bạn ơi, mình làm xong rồi đây này. Nhìn có giống con vịt không? Cũng tương đối giống đấy. Nó có đầu, cổ, cánh, thân và hai chân. Có cả đuôi này. Thấy chưa? Cổ nó dài nhờ bạn nhờ. Đâu, để gọi hai con vịt ra để nó chuẩn đoán xem có đúng đây là bạn nó không nhá. Ui, ui, bạn vịt bạn mổ cái đầu rồi. Đầu rồi. Ui, nó thích ăn dưa hấu quá đấy mà. Đây, mình để lại đây nhá. Con vịt này ăn tham thế. Nó ăn gần hết cái đầu con vịt dưa hấu rồi bạn ơi. Đúng rồi. Ô, chú này không mổ à? Wow, con này à, nó ăn thân rồi bạn ơi. Ui, nó mổ. Nó ăn nhiều chưa? Ui, thích chưa? Ui, chú ăn kìa, cứ mổ tay bạn kìa. Đấy, con này à, lần này hai con nhảy hẳn nó mâm rồi bạn ơi. Nó đang ăn rất là nhiều. Nó ăn ngấu nghiến dưa hấu con vịt kìa các bạn kìa. Wow, những chú vịt này đáng yêu chưa này?